Nga lần đầu mất vị trí nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới. Nga lần đầu bị tụt hạng xuống vị trí thứ ba trong bảng danh sách nhà xuất khẩu vũ khí nhiều nhất trên thế giới. Theo dữ liệu mới do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, tại Thụy Điển công bố hôm ngày 10 tháng 3, ngành xuất khẩu vũ khí hùng mạnh của Nga đang bị ảnh hưởng trong bối cảnh cuộc xung đột giữa nước này và Ukraine chưa có hồi kết. Theo SIPRI, Nga đã tụt xuống vị trí thứ ba sau Mỹ và Pháp, trong danh sách các nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, đây là lần đầu tiên mà Nga tụt hạng kể từ khi SIPRI bắt đầu thống kê từ những năm 1950. Tổ chức trên nhận định, xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 53% nếu so khoảng thời gian 2014-2018 với 2019-2023. Số lượng khách hàng quan trọng của Nga đã giảm từ 31 xuống còn 12 quốc gia trong 5 năm qua. SIPRI cho hay Peter D. Wiseman, nhà nghiên cứu cấp cao Sipri, nói với Newsweek rằng tình hình có thể thay đổi nhanh chóng, các đơn đặt hàng lớn mới có thể xuất hiện, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy chúng, và một số đơn đặt hàng đã có, chúng ta hãy chờ xem Nga có thể giao hàng hay không. Sau hai năm chiến sự, Nga đang dồn lực cho ngành công nghiệp vũ khí để đảm bảo nhu cầu của quân đội trong cuộc xung đột với Ukraine. Ngoài ra, ngành công nghiệp trong nước và thương mại ở nước ngoài của Nga đã bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây. Mặc dù Moscow đã tìm cách lách qua các lệnh trừng phạt, nhưng việc bị hạn chế tiếp cận công nghệ phương Tây đã làm suy yếu hoạt động sản xuất vũ khí tiên tiến hơn của nước này. Câu hỏi đặt ra là ngành công nghiệp vũ khí Nga có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu trong nước và xuất khẩu của Nga ở mức độ nào? Đồng thời cũng tính đến các biện pháp trừng phạt liên quan đến công nghệ mà Nga vẫn cần để sản xuất vũ khí cũng như phương thức thanh toán trong điều kiện bị cấm vận, ông Weizmann cho hay. Ngoài ra, báo cáo của SIPRI chỉ ra các quốc gia châu Âu đã nhập khẩu số lượng vũ khí gần như gấp đôi trong giai đoạn 2019-2023 so với giai đoạn 2014-2018. Ukraine trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất châu Âu sau khi chiến sự với Nga nổ ra vào năm 2022. Mỹ đã tăng xuất khẩu vũ khí thêm 17% trong giai đoạn 2019-2023, vẫn giữ được vị trí dẫn đầu. Trong thời gian qua, Nga nhiều lần tuyên bố đã tăng tốc sản xuất vũ khí, phục vụ nhu cầu trên tiền tuyến. Hồi tháng 1, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Grivorenko cho biết, lực lượng vũ trang nước này sẽ nhận được hơn 36.000 thiết bị quân sự và 16,5 triệu vũ khí trong năm nay. Quan chức trên cho biết thêm, con số này cao gấp nhiều lần so với hai năm trước. Tuyên bố của Thứ trưởng Nga đến trong bối cảnh NATO thừa nhận từng đánh giá thấp tiềm lực của Nga, cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Tổng tư lệnh quân đội Estonia Martin Herman, một nước thành viên NATO, cho biết thông tin tình báo mới về khả năng của Nga khiến Liên minh quân sự phương Tây phải tiến hành đánh giá lại về đối thủ. Ông cho biết, trái ngược với những dự đoán trước đó, Nga hiện có thể sản xuất vài triệu quả đạn pháo mỗi năm và tuyển mộ hàng trăm nghìn binh sĩ. Bộ Ngoại giao Nga hôm ngày 6 tháng 3 cảnh báo rằng nếu Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở Bắc Âu, Moscow sẽ coi các địa điểm lưu trữ những vũ khí này là mục tiêu hợp pháp. Bà đồng thời cảnh báo việc triển khai vũ khí hạt nhân ở các quốc gia gần biên giới Nga có nguy cơ sẽ gây ra một cuộc đối đầu quân sự giữa Nga và NATO không cần phải là một nhà chiến lược quân sự cũng có thể nhận ra rằng những cơ sở như vậy sẽ là mối đe dọa trực tiếp và tất nhiên sẽ bị đưa vào danh sách các mục tiêu hợp pháp trong kịch bản xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một cuộc họp báo, bình luận của bà được đưa ra vài ngày sau khi tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nói rằng tư cách thành viên của nước ông trong NATO có thể mang lại cho Helsinki khả năng đe dọa hạt nhân thực sự bằng cách sử dụng các tên lửa của Mỹ. Trong khi thảo luận về chủ đề này vào tuần trước, ông Stubb nói thêm rằng chính phủ Phần Lan sẽ phải quyết định xem có cần thay đổi luật pháp để cho phép đặt vũ khí hạt nhân của đồng minh trên lãnh thổ của nước này hay không. Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của ông Steph và Washington chưa nói về chủ đề triển khai vũ khí hạt nhân ở Phần Lan. Bà Zagra -Grova nói rằng nếu vũ khí hạt nhân của Mỹ được đưa vào Phần Lan hoặc một quốc gia khác ở Bắc Âu, an ninh của quốc gia sở hữu những vũ khí này sẽ không mạnh mẽ hơn mà ngược lại còn bị tổn hại. Bà cũng đưa ra lời cảnh báo tới công chúng Phần Lan về những phát biểu của ông Stubb bà Zara Rova nói, người dân Phần Lan nhận thức được những rủi ro mà họ sẽ phải đối mặt ở mức độ nào sẽ là một câu hỏi lớn. Quyết định như vậy sẽ thực sự kéo theo những thay đổi lớn trong tình hình an ninh của quốc gia đó và các vấn đề liên quan. Phần Lan quyết định nộp đơn gia nhập NATO do lo ngại về an ninh quốc gia sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2, 2022. Nga nhiều lần cảnh báo quyết định này của Phần Lan là sai lầm bởi thực tế hai nước vốn không có mâu thuẫn đáng kể nào. Phần Lan trở thành thành viên của NATO vào tháng 4 2023. Điều này khiến NATO tăng gấp đôi đường biên giới chung với Nga. Việc kết nạp Phần Lan đã kết thúc 7 tập niên duy trì chính sách trung lập của quốc gia Bắc Âu. Trong thời gian qua, Phần Lan cũng bắt đầu xây dựng hàng rào biên giới với Nga. Năm ngoái, Phần Lan công bố kế hoạch ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng DCA với Mỹ, cho phép Washington đồn trú binh sĩ và dự trữ vũ khí, đạn dược ở Phần Lan. Bộ Ngoại giao Phần Lan cho hay, nước này sẽ mở 15 khu vực trên toàn quốc, cho phép quân đội Mỹ tiếp cận và sử dụng. Trong khi đó, Moscow tuyên bố sẽ đáp trả việc NATO mở rộng hiện diện về phía đông, tiến sát tới biên giới Nga. Moscow coi việc NATO mở rộng hiện diện ở khu vực là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Điện Kremlin một lần nữa khẳng định, Nga chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi sự tồn tại của đất nước bị đe dọa. Nga nêu trường hợp buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu có điều gì đó đe dọa sự tồn tại của đất nước, chúng ta sẽ buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 6 tháng 3 cho biết. Quan chức này cho hay, vũ khí hạt nhân được mô tả là những vũ khí cuối cùng trong học thuyết của Moscow về việc quản lý việc sử dụng chúng học thuyết của Nga nêu rõ rằng Nga sẽ trả đũa bằng vũ khí hạt nhân nếu nước này hoặc các đồng minh phải hứng chịu đoạn tấn công đầu tiên. Trong khi đó, báo Financial Times từng trích dẫn các bài thuyết trình bị rò rỉ dành cho các sĩ quan hải quân Nga được cho là dựng từ năm 2008 đến năm 2014, nói rằng ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn của Moscow có thể thấp hơn so với những gì các chuyên gia quốc phòng phương Tây đã ước tính. Theo bài báo, quân đội Nga coi tình huống chiến trường mà tổn thất phát sinh dẫn đến việc họ không thể ngăn chặn sự gây hấn của kẻ thù và an ninh đất nước bị đe dọa. Đó sẽ là cơ sở để Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân. Việc phá hủy 20% tàu ngầm tên lửa chiến lược của Nga, 30% tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc các cuộc tấn công đồng thời vào các trung tâm chỉ huy chính và dự bị ven biển được cho là những ví dụ cụ thể. Thời điểm đó, Điện Kremlin đã hoài nghi về độ chính xác của tài liệu bị rò rỉ. Hồi tháng 6 năm ngoái, khi nói về vũ khí hạt nhân chiến thuật của đất nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng không cần sử dụng chúng vì chúng chỉ nhằm mục đích răng đe. Trong bài phát biểu, thông điệp liên quan cuối tháng trước, chủ nhân Điện Kremlin cho biết Nga có kho vũ khí hạt nhân khổng lồ đang ở trạng thái hoàn toàn sẵn sàng để triển khai. Ông cũng cảnh báo nguy cơ một cuộc xung đột hạt nhân nếu phương Tây quyết định đưa quân trực tiếp vào Ukraine để chống lại Nga. Tuy nhiên, ông bác bỏ tin tức vô căn cứ trên truyền thông phương Tây rằng Nga có ý định triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Ông Putin gọi đây là cách mà Mỹ dùng để gây sức ép nhằm buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán với các điều khoản do Washington đưa ra. Tổng thống Putin cho biết 95% lực lượng hạt nhân của Nga đã được hiện đại hóa, Cụ thể, bộ ba vũ khí hạt nhân của Nga bao gồm các vũ khí hạt nhân chiến lược trên bộ, trên biển và trên không đã được bổ sung, liên tục được hiện đại hóa và hoạt động tốt. Kết hợp kinh nghiệm chiến đấu thực tế, chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng vũ trang bằng mọi cách có thể, bao gồm cả nỗ lực tái trang bị và hiện đại hóa đang được tiến hành. Hiện nay, tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng vũ khí hạt nhân chiến lược đã đạt tới 95%, ông nói Điện Kremlin một lần nữa khẳng định Nga chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi sự tồn tại của đất nước bị đe dọa. Nga nêu trường hợp buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu có điều gì đó đe dọa sự tồn tại của đất nước, chúng ta sẽ buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 6 tháng 3 cho biết. Quan chức này cho hay, vũ khí hạt nhân được mô tả là những vũ khí cuối cùng trong học thuyết của Moscow về việc quản lý việc sử dụng chúng. Học thuyết của Nga nêu rõ rằng Nga sẽ trả đũa bằng vũ khí hạt nhân nếu nước này hoặc các đồng minh phải hứng chịu đòn tấn công đầu tiên. Trong khi đó, báo Financial Times từng trích dẫn các bài thuyết trình bị rò rỉ dành cho các sĩ quan hải quân Nga được cho là dựng từ năm 2008 đến năm 2014, nói rằng ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn của Moscow có thể thấp hơn so với những gì các chuyên gia quốc phòng phương Tây đã ước tính. Theo bài báo, Quân đội Nga coi tình huống chiến trường mà tổn thất phát sinh dẫn đến việc họ không thể ngăn chặn sự gây hấn của kẻ thù và an ninh đất nước bị đe dọa, đó sẽ là cơ sở để Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân. Việc phá hủy 20% tàu ngầm tên lửa chiến lược của Nga, 30% tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc các cuộc tấn công đồng thời vào các trung tâm chỉ huy chính và dự bị ven biển được cho là những ví dụ cụ thể thời điểm đó, Điện Kremlin đã hoài nghi về độ chính xác của tài liệu bị rò rỉ. Hồi tháng 6 năm ngoái, khi nói về vũ khí hạt nhân chiến thuật của đất nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng không cần sử dụng chúng vì chúng chỉ nhằm mục đích răng đe. Trong bài phát biểu thông điệp liên quan cuối tháng trước, chủ nhân Điện Kremlin cho biết Nga có kho vũ khí hạt nhân khổng lồ đang ở trạng thái hoàn toàn sẵn sàng để triển khai. Ông cũng cảnh báo nguy cơ một cuộc xung đột hạt nhân nếu phương tây quyết định đưa quân trực tiếp tới Ukraine để chống lại Nga, tuy nhiên ông bác bỏ tin tức vô căn cứ trên truyền thông phương Tây rằng Nga có ý định triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Ông Putin gọi đây là cách mà Mỹ dùng để gây sức ép nhằm buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán với các điều khoản do Washington đưa ra. Tổng thống Putin cho biết 95% lực lượng hạt nhân của Nga đã được hiện đại hóa. Cụ thể, bộ ba vũ khí hạt nhân của Nga, bao gồm các vũ khí hạt nhân chiến lược trên bộ, trên biển và trên không đã được bổ sung, liên tục được hiện đại hóa và hoạt động tốt. Kết hợp kinh nghiệm chiến đấu thực tế, chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng vũ trang bằng mọi cách có thể, bao gồm cả các nỗ lực tái trang bị và hiện đại hóa đang được tiến hành. Hiện nay, tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng vũ khí hạt nhân chiến lược đã đạt 95%, ông nói. Nhà máy vũ khí Nga chạy ngày đêm, NATO chật vật chạy đuổi. Khi các tiệm bánh và trung tâm mua sắm ở Nga trở thành nơi chế tạo vũ khí và trang bị quân sự phục vụ chiến dịch ở Ukraine, các nước NATO đang chật vật đuổi theo trong cuộc đua sản xuất quốc phòng. Đã từng có thời gian trung tâm mua sắm Islamas ở thành phố Iyevskit thuộc miền Tây nước Nga tượng trưng cho cuộc sống trung lưu tại xứ sở Bạch Dương. Mặt tiền nơi đây từng là vị trí đặt quảng cáo cho các nhãn hiệu H&M, McDonald's, Adeskimi, chuỗi cửa hàng đồ chơi hàng đầu của Nga. Lúc này, thương hiệu phương Tây và cả Nga đều đã biến mất. Trung tâm mua sắm Italas hiện là trung tâm nghiên cứu khoa học Italas chuyên sản xuất UAV tấn công Landcat cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Và đây chỉ là một trong nhiều địa điểm dân sự trở thành cơ sở sản xuất vũ khí kể từ khi chiến sự bùng nổ. Tất cả chỉ là phần nổi của cuộc vận động kinh tế mà nước Nga hy vọng sẽ giúp dứt khoát thay đổi tình thế chiến sự tại Ukraine. Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh mà Nga đang chi 40% GDP cho cuộc xung đột, cao hơn cả y tế và giáo dục, một quan chức phương Tây nói với Telegraph hồi tháng 1. Đó là một con số mà toàn bộ phương Tây đang chật vật bắt kịp. Các chuyên gia quốc phòng đánh giá, nỗ lực của Nga theo thời gian có thể mang lại ưu thế vượt trội về trang thiết bị để giành chiến thắng tại Ukraine. Cỗ máy Nga nhanh chóng vào guồng để phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt nền kinh tế Nga đã có bước chuyển đổi, đặt quốc phòng vào trung tâm. Theo dự thảo ngân sách 2024-2026 mà Bộ Tài chính Nga công bố hồi tháng 10 2023, con số này sẽ là 10,78 nghìn tỷ rúp, 109 tỷ USD vào 2024, tương đương 29,4%, tổng chi tiêu ước tính là 36,66 nghìn tỷ rúp. Trong khi đó, vào năm 2021, một năm trước khi xung đột bùng nổ, chi tiêu quốc phòng của Nga chỉ chiếm 14,4% tổng chi tiêu. Trong báo cáo trước Quốc hội vào tháng 12 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga đã sản xuất 1.530 xe tăng và 2.518 xe chiến đấu bọc thép. Những con số này phản ánh mức tăng sản lượng xe tăng 560% kể từ tháng 2, 2022. Theo ông Shoigu, sản lượng xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân lần lượt tăng 360% và 350%. Dù vậy, mức sản xuất này mới chỉ đủ để bù vào những gì Nga tổn thất trên chiến trường thay vì mở rộng quân đội, theo Telegraph so sánh về đạn pháo, vốn đóng vai trò thiết yếu trong cuộc xung đột Ukraine, các quan chức phương Tây hồi tháng 1 nói với tờ New York Times rằng Nga đang trên đà sản xuất 2 triệu quả mỗi năm, gấp đôi ước tính ban đầu của phương Tây. Tác động tới chiến trường là rất rõ ràng. Lúc này, Nga đã giành lại ưu thế về hỏa lực mà họ có vào đầu chiến sự. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong cuộc tấn công kéo dài 5 ngày vào cuối tháng 12, 2023, Nga đã bắn 500 tên lửa và UAV vào Ukraine. Nghiên cứu do Viện các quân chủng thống nhất hoàng gia Rusi của Anh công bố vào tháng 1 cho thấy Ukraine đã bắn 7.000 quả đạn pháo mỗi ngày trong cuộc phản công mùa hè, nhiều hơn so với mức 5.000 quả của Nga. Nhưng vào đầu năm nay, lực lượng Nga đã bắn 10.000 quả gấp 5 lần so với Ukraine. Điều đó khiến Ukraine rơi vào thế bất lợi đáng kể. Thiếu đạn dược là một trong những lý do khiến thành trì Adiivka của Ukraine thất thủ vào tháng 2 sau thời gian dài trụ vững chúng tôi vẫn chưa thấy ngưỡng giới hạn của Nga ở đâu. Mark Riesik, phó giám đốc bộ phận hoạch định chính sách của Bộ Quốc phòng Estonia, nói với Guardian. Về cơ bản, một phần ba ngân sách quốc gia của họ được dành cho sản xuất quân sự và cho chiến sự ở Ukraine. Nhưng chúng ta không biết khi nào nó sẽ thực sự tác động đến xã hội, vì thế mà khá là khó nói khi nào họ sẽ dừng lại. Ông Riesik nói, những nhà máy chạy suốt ngày đêm. Các nhà máy sản xuất đạn dược, phương tiện và trang thiết bị quân sự ở Nga đang hoạt động suốt ngày đêm, thường theo ca 12 tiếng bắt buộc theo Guardian, nhu cầu về nhân lực vì thế cũng tăng mạnh, qua đó cải thiện thu nhập của công nhân. Trong tháng 2, ông Putin tuyên bố 520.000 việc làm mới đã được tạo ra trong khu liên hiệp công nghiệp quân sự, và lĩnh vực này về tổng thể đang sử dụng khoảng 3,5 triệu người Nga, tương đương 2,5 dân số. Nhà máy thuốc súng Kazan, một trong những nhà máy lớn nhất đất nước, đã tuyển dụng hơn 500 công nhân trong đợt tuyển dụng tháng 12-2023, khiến mức lương trung bình hàng tháng tại đây tăng gấp 3 lần, từ 25.000 rúp 264 USD lên 90.000 rúp 950 USD, theo giám đốc nhà máy Alexander Leifsis. Quảng cáo tuyển dụng của nhà máy này cho biết, công nhân sẽ làm ca đêm từ nửa đêm đến 8 giờ hôm sau và sẽ không bị gọi nhầm ngũ. Nhà máy cũng phải tuyển dụng nhiều người từ các tỉnh lân cận, qua đó cho thấy tình trạng thiếu nhân lực ở nước Nga. Tình trạng ấy cũng được nêu bật qua thực tế là chủ lao động cạnh tranh nguồn nhân lực với các nhà máy lại có thể chính là quân đội Nga với mức thu nhập hứa hẹn hơn 200.000 rúp mỗi tháng, hơn 2.000 USD, cho những người đăng ký chiến đấu theo Guardian, đó có thể là mức thu nhập đổi đời ở nhiều tỉnh của nước Nga. Chiến tranh đã dẫn đến sự tái phân bổ của cải chưa từng có, trong đó tầng lớp nghèo hơn được hưởng lợi từ chi tiêu của chính phủ cho khu liên hợp công nghiệp quân sự. Guardian dẫn lời Denis Volkov, giám đốc trung tâm Levada, một trung tâm nghiên cứu xã hội học và thăm dò dư luận ở Moscow. Công nhân tại các nhà máy quân sự và gia đình binh sĩ chiến đấu ở Ukraine đột nhiên có nhiều tiền hơn để chi tiêu. Thu nhập của họ đã tăng lên đáng kể, ông Volkov nói. Kết quả một cuộc thăm dò của Lavada cho thấy, 5 đến 6% những người trước đây không có đủ tiền để mua hàng tiêu dùng như tủ lạnh thì nay đã chuyển lên tầng lớp trung lưu. Theo phân tích của Moscow Times về dữ liệu lao động Nga vào tháng 11/2023, thợ máy và thợ hàn trong các nhà máy sản xuất trang bị quân sự của Nga đang kiếm được nhiều tiền hơn nhiều vị trí văn phòng như nhà quản lý và luật sư. Phương Tây nhất thời khó theo kịp. Tình hình gần như hoàn toàn tương phản ở phương Tây, ít nhất là ở những khía cạnh quan trọng nhất với Ukraine như sản xuất đạn pháo đến tháng 2 2023, một năm sau khi chiến sự xảy ra, sản lượng của châu Âu ước tính chỉ đạt 300.000 viên đạn pháo mỗi năm. Vào tháng 11 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thừa nhận EU sẽ không thể đáp ứng cam kết của EU cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo vào tháng 3 năm nay. Liệu Nga có thể vượt trội hơn phương Tây về mặt chế tạo tàu ngầm hoặc tàu khu trục hay không? Không. Nhưng liệu họ có thể vượt phương Tây để sản xuất đạn pháo hay không? Có. Dmitry Anperovics thuộc tổ chức tư vấn Cvedaro Policy Asilero cho biết, Nga đã rất nhanh chóng chuyển vào trạng thái sản xuất thời chiến, trong khi phương Tây chưa làm được điều này. Điều này dễ hiểu vì chúng ta không đang ở trong chiến sự và cuộc xung đột này không mang ý nghĩa sống còn với chúng ta như đối với Ukraine. Ông Dmitry nói. Theo Telegram, sản lượng quốc phòng của Nga hiện nay khó có thể cung cấp đủ trang bị để nước này tiếp tục tổng tấn công trong năm 2024. Nguyên nhân là hai năm trước đó, Nga đã hứng chịu nhiều tổn thất, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin đang suy nghĩ xa hơn cuối năm nay. Họ đang nói về việc huy động ngành công nghiệp quốc phòng trong 3 năm tới. Điều đó có nghĩa là họ đang tính đến việc giao tranh trong ít nhất 3 đến 4 năm nữa. Telegraph dẫn lời một người trong ngành quốc phòng. Điều này có nghĩa là nếu phương Tây không hành động, Ukraine có thể thuộc cuộc. Ngoài lý do chính trị, một yếu tố khiến phương Tây phản ứng chậm là do vấn đề kinh tế, theo ông Alperovich, trong khi Nga vẫn duy trì ngành công nghiệp vũ khí phần lớn do nhà nước kiểm soát anh và phần lớn quốc gia phương tây dựa vào cơ chế hợp tác với các công ty quốc phòng tư nhân vốn có trách nhiệm thu lợi nhuận cho cổ đông bạn phải đầu tư chi phí đáng kể để sản xuất dây chuyền sản xuất mới hoặc mở rộng dây chuyền sản xuất hiện có bạn muốn đảm bảo rằng khoản đầu tư ban đầu sẽ được thu hồi ông alberovic nói sẽ mất một vài năm để quá trình ấy hiệu quả về kinh tế và có lãi vì vậy mà hoàn toàn dễ hiểu khi các nhà thầu quốc phòng không muốn chịu thiệt thòi đặc biệt khi liên quan tới các loại đạn dược như đạn pháo ông nói Họ biết rằng quân đội Mỹ và quân đội NATO không phụ thuộc nhiều vào pháo binh. Vì vậy, nếu quân sự Ukraine sớm kết thúc và hy vọng là thế, họ lo ngại rằng sẽ không có nhiều khách hàng cho các dây chuyền sản xuất tăng cường. Ông Anberovic chỉ ra. Pháo binh Ukraine cảnh báo tình hình đang dần trở nên tuyệt vọng. Dự trữ của chúng tôi sẽ cạn kiệt. Lực lượng pháo binh Ukraine lên tiếng báo động khẩn cấp về tình trạng thiếu đạn pháo do phương Tây cung cấp. Pháo binh Ukraine khai hỏa về phía mục tiêu Nga ở Donetsk pháo binh Ukraine lên tiếng về tình hình tuyệt vọng. Ẩn mình trong một con mương lầy lội, thô sơ, một quái vật thép to lớn đang chờ cơ hội tấn công. Được nhận diện, địch ta ở hai bên bằng các dấu cộng được sơn trắng, nòng khổng lồ của khẩu pháo dương lên bầu trời phía trên chuyến tuyến Bakhmut, nơi có hàng nghìn quả đạn pháo, rocket, tên lửa và máy bay không người lái bay tới bay lui mỗi ngày. Vũ khí đang được Lữ đoàn Cơ giới số 93 của Ukraine sử dụng là pháo tự hành M109 do Mỹ chế tạo hay còn được gọi là Paladin. Trong mùa đông, các lực lượng Nga đã tấn công ở khu vực, vượt qua Bakhmut đổ nát về phía thành trì Chasoya của Ukraine. Vào ngày này đầu tháng 2, bất chấp những âm thanh giao tranh gần như liên tục gần đó, những khẩu Paladin vẫn cầm lặng. Các cuộc tấn công vào những vị trí của Ukraine được Nga thực hiện hàng ngày, nhưng những quả đạn xếp trong giá chứa đạn chỉ được sử dụng khi thực sự cần thiết. Từng chút một khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tiến triển, các loại pháo phương Tây như Paladin bắn đạn 155mm tiêu chuẩn cho tất cả quân đội NATO đã thay thế phần lớn các loại pháo thời Liên Xô cũ của Ukraine. Kiev đã nhận được hàng trăm khẩu pháo 155mm để triển khai dọc theo chiến tuyến trải dài hơn 1.200 km. Với độ chính xác tổng thể tăng lên so với các loại pháo của Nga, Loại vũ khí này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine tiếp tục chiến đấu chống lại đối phương có lợi thế về đạn dược rõ rệt. Giờ đây, mặc dù có rất nhiều pháo nhưng Ukraine đang hết đạn và tình hình đang dần trở nên tuyệt vọng. Trong quá trình chuyển đổi sang pháo binh tiêu chuẩn NATO tiến triển, quân đội Ukraine chủ yếu dựa vào đạn pháo từ kho dự trữ của Mỹ, được tăng cường bởi đạn mua từ bên ngoài liên minh. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết, các nước châu Âu đã chuyển sang mở rộng quy mô sản xuất ở nước mình, nhưng đã bị chỉ trích rộng rãi vì mất rất nhiều thời gian để thực hiện điều đó. Với việc Đảng Cộng Hòa cản trở nguồn viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine kể từ cuối năm ngoái, tình trạng thiếu nguồn cung cấp mới đang trở nên nghiêm trọng trên chiến trường. Cả Washington và Kiev đã nhấn mạnh một trong những lý do chính dẫn đến thành công gần đây của Nga trong việc chiếm thành phố Adivica, chiến thắng lớn đầu tiên của Moscow kể từ tháng 5 năm ngoái là do Ukraine thiếu đạn pháo. Kiev Independent đã nói chuyện với các chỉ huy pháo binh 155mm ở hai lữ đoàn riêng biệt đang chiến đấu ở tỉnh Donetsk để hiểu cơn đói đạn pháo đã bắt đầu ảnh hưởng như thế nào đến dòng chảy hàng ngày của chiến trường. Khẩu phần đau đớn Trong lực lượng lục quân rộng lớn của Ukraine, với mức độ tập trung khác nhau ở các khu vực khác nhau trên tiền tuyến, thường khó có thể hình dung được cơn đói đạn pháo ảnh hưởng như thế nào đến công việc của lực lượng Ukraine ở cấp độ chiến thuật. Đến bây giờ, Vitaly Skyba, 36 tuổi, khẩu đội trưởng pháo Paladin, không được tiết lộ tên thật theo quy định của đơn vị, cho biết sự khác biệt giữa nguồn cung đạn dược của Ukraine và Nga đã được cảm nhận rõ ràng. Có cảm giác như chúng tôi chỉ bắn khi nhìn thấy mục tiêu, trong khi pháo của họ bắn 24 trên 7, họ phá hủy cả ngôi làng, anh nói. Chúng tôi không thể làm như vậy. Chúng tôi thường chỉ được phép dùng 3 quả đạn để bắn trúng mục tiêu và kỳ vọng là như vậy là đủ trong khi họ có thể dễ dàng bắn 20 quả đạn vào một mục tiêu. Skybar nói thêm, đôi khi, các mục tiêu mà lúc bình thường hoàn toàn có thể tấn công bằng pháo binh thì nay đã bị bỏ lại vì cần phải tiết kiệm. Anh nói, nếu họ phát hiện 5 binh sĩ đối phương đứng cùng nhau, điều đó không phải lúc nào cũng đủ để ra lệnh khai hỏa trong những ngày này. Bộ chỉ huy cố gắng hết sức để yêu cầu chúng tôi hỗ trợ bộ binh của mình. Sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi có thể làm việc không ngừng nghỉ như người Nga, nhưng chúng tôi không thể. Cách Georgia 20 km về phía nam, Kiev Independent cũng đã nói chuyện với Roman Holodyskai, chỉ huy khẩu đội của lữ đoàn pháo binh số 43, đơn vị có các trận điện được triển khai trên khắp chiến tuyến và chuyển đổi hoàn toàn từ pháo 2S-7Pion thời Liên Xô sang pháo tự hành PZH-2000 do Đức sản xuất. Holodyskai, người có thâm niên cung cấp cái nhìn rộng hơn về tình hình đạn dược mà các khẩu đội trưởng như Skyba có thể thiếu, cũng cho biết... Họ nhận được giới hạn về số lượng đạn có thể sử dụng vào mục tiêu. Lần trước, tôi đích thân chỉ huy một trận đánh, chúng tôi nhìn thấy một nhóm tấn công của đối phương, đó là khoảng cách hoàn hảo để khai hỏa. Tôi đã xin phép chỉ huy cấp trên của mình để tham gia và cũng yêu cầu dùng số đạn tối đa, ông nói: "Họ cho phép tôi bắn 5 quả đạn, trong đó 3 quả đầu là để hiệu chỉnh và 2 quả cuối để thực sự gây thiệt hại. Nếu chúng tôi được phép bắn 10 quả đạn cho nhóm đối phương đông đảo đó thì họ đã bị tiêu diệt." Nhưng như thế, chúng tôi chỉ có thể cắn được một miếng thôi. Ngay cả khi hoạt động một cách keo kiệt nhất có thể, tốc độ bắn hiện tại của pháo Ukraine vẫn không bền vững. Khi đạn pháo 155mm có sẵn, đơn vị của Holodyskai đã tích trữ được một lượng đạn dược dự phòng mà giờ đây anh buộc phải bắt đầu sử dụng hết. Anh nói, bây giờ các quả đạn mà chúng tôi chắc chiêu dành dụng chỉ còn một nửa và họ giao hàng ít hơn và ít thường xuyên hơn rất nhiều. Đầu tháng 1, chỉ huy pháo binh khác của lữ đoàn 93 đã cảnh báo với CNN rằng Nga đang bắn 10 quả đạn so với mỗi quả đạn của Ukraine. Không có cơ chế chặt chẽ để thu thập dữ liệu về chi phí đạn pháo của Nga, nhưng thứ tự cường độ gần như chính xác. Holodyskai nói, khi phản ứng với con số này, đồng thời lưu ý rằng đối với các nhiệm vụ phản công, pháo binh Ukraine thường chỉ bắn một quả, trong khi đó đối phương có thể bắn tới hàng tá cho cùng một nhiệm vụ. Anh nói, vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ hơn, các mảnh vỡ và đạn pháo chưa nổ của Nga cho thấy chúng thường mới rời khỏi dây chuyền sản xuất của tổ chức công nghiệp quân sự khổng lồ của Nga. Anh cho biết thêm, những loại đạn pháo mà họ sử dụng chủ yếu hiện nay đều được sản xuất vào năm 2022 hoặc 2023. Họ không hề bị đói, dây chuyền sản xuất của họ vẫn hoạt động trơn tru. Cuộc tranh giành chậm chạp Quyết định ban đầu cung cấp cho Ukraine pháo binh theo tiêu chuẩn NATO được thực hiện những tháng đầu tiên của cuộc xung đột. Vì rõ ràng là kho đạn dược thời Liên Xô sẵn có ở các nước đồng minh cuối cùng sẽ cạn kiệt. Với một số loại pháo 155mm khác nhau được Mỹ và các nước châu Âu cung cấp, các pháo thủ Ukraine đã nhanh chóng làm chủ được chúng. Theo Holodyskyi, đến cuối năm 2022, quá trình chuyển đổi sôi nổi với đạn dược sẵn có cho các loại pháo phương Tây – Ông nói, lần đầu tiên chúng tôi tung PZH-2000 vào tham chiến, chúng tôi có hàng trăm quả đạn pháo, các kho của chúng tôi đã tràn ngập. Vào năm 2023, với việc Ukraine cần tốc độ bắn cao hơn để hỗ trợ cho cuộc phản công vào mùa hè, rõ ràng là ngay cả toàn bộ năng lực sản xuất của NATO cũng không đủ và Ukraine cần phải tiếp cận các nguồn dự trữ khác trên toàn thế giới để theo kịp. Thực hiện các bước nhằm tăng cường sản xuất trong nước, Washington đã tìm được giải pháp lắp chỗ trống từ nước ngoài với hàng trăm nghìn quả đạn pháo 155mm được chuyển giao không chính thức. Vào tháng 7 năm ngoái, một kho dự trữ riêng của Mỹ đã được mở cửa cho Ukraine sử dụng, đó là đạn chùm PPCM, đạn dược thông thường cải tiến hai mục đích, gây tranh cãi rộng rãi nhưng có hiệu quả cao chống lại bộ binh đối phương trong chiến tranh chiến hào. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đã cam kết cung cấp cho Ukraine một triệu quả đạn pháo mỗi năm bắt đầu từ mùa xuân năm 2023, nhưng xét về mọi mặt đều không đạt được mục tiêu. Đến tháng 1 năm nay, chỉ hai tháng trước thời hạn tháng 3, EU mới chỉ chuyển giao được hơn một nửa số đạn theo cam kết. Joseph Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của khối, cho biết, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng mà Bloomberg có được, khi chiến sự đang diễn ra, Ukraine cần khoảng 200.000 quả đạn pháo 155mm mỗi tháng bị buộc phải hỗ trợ Ukraine trong trường hợp không có viện trợ của Mỹ và lo ngại về khả năng phòng thủ của chính họ trong kịch bản có thể ông Donald Trump đã cử Tổng thống sau những nhận xét gây tranh cãi liên tục của ông về NATO. Một số nước châu Âu đang thực hiện nhiều hành động hơn để tăng cường các hoạt động sản xuất quốc phòng trong nước. Tuy nhiên, các công ty sản xuất vũ khí tư nhân châu Âu cần những mệnh lệnh lớn của chính phủ để biện minh cho việc mở rộng cơ sở và những mệnh lệnh đó đòi hỏi phải đưa ra quyết định chính trị quan trọng về tài trợ và mua sắm một cách nhanh chóng. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết vào ngày 14 tháng 2 rằng Đức đặt mục tiêu cung cấp số lượng đạn pháo gấp 3 đến 4 lần vào năm 2024 so với năm 2023. Đồng thời lưu ý rằng Berlin sẽ chi 3,75 tỷ USD chưa từng có cho việc sản xuất đạn dược trong năm nay. Là một phần trong thông báo về một liên minh pháo binh mới vào tháng 1, Pháp hứa sẽ gửi cho Ukraine 3.000 quả đạn pháo 155mm mỗi tháng, ít hơn số lượng lý tưởng của Ukraine sẽ bắn trong một ngày trên tiền tuyến. Tuy nhiên, vài tuần sau, Politico đưa tin rằng Paris đang ngăn chặn nỗ lực của EU trong việc mua đạn pháo từ bên ngoài khối với hy vọng nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trước khi châu Âu có thể sản xuất thêm. Tổng thống séc Petr Pavel tuyên bố tại Hội nghị An ninh Munich rằng nước này đã xác định được nguồn cung cấp từ bên ngoài EU với số lượng nửa triệu quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm thời Liên Xô khác sẵn sàng chuyển đến Ukraine trong vòng vài tuần nếu nguồn tài trợ được phê duyệt. Khi bạn nói chuyện với những người lính Ukraine, liệu đạn pháo của họ được sản xuất ở đâu có quan trọng không? Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Paajanen nói với Kiev Independent ở Munich. Các quả đạn 155mm trong một tổ hợp pháo tự hành của Ukraine tại Donetsk hôm 3 tháng 2 năm 2023. Yếu tố X có nguy cơ tiệt chủng. Có một câu nói, Holodyskai nói, cái giá của mồ hôi của lính pháo binh được đo bằng máu của lính bộ binh. Đối với người chỉ huy, người từng là một phần trong quá trình chuyển đổi thành công của Ukraine sang pháo binh NATO trong mọi bước đường, ý tưởng về việc các khẩu pháo của Anh ngừng hoạt động là một điều đáng sợ. Đây là một vấn đề không có cách nào giải quyết được, anh nói. Nếu họ tiếp tục giao hàng ngày càng ít, lượng dự trữ mà tôi tích lũy theo thời gian cuối cùng sẽ cạn kiệt. Chính những người đồng đội này, trong chiến hào và hầm của họ, cần sự giúp đỡ của chúng tôi hơn bao giờ hết khi đối phương đang tấn công, Thành thật mà nói, nếu chúng tôi ngừng làm việc hoàn toàn ở đây thì điều đó thật đáng sợ. Ở một mức độ nào đó, tình trạng thiếu đạn pháo của Ukraine được giảm bớt nhờ việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái FPV, góc nhìn thứ nhất, cho các mục tiêu tương tự trên hoặc gần đường số 0 trên tuyến. Mặc dù mang lực nổ ít hơn nhiều so với đạn pháo, FPV là vũ khí có độ chính xác cao, sản xuất rẻ hơn nhiều và có thể được chế tạo tại nhà thay vì dây chuyển lắp ráp đắt tiền. Tuy nhiên, theo Kai, ý tưởng cho rằng UAV thực sự có thể thay thế pháo binh là rất thiếu sót. Anh nói: Pháo binh luôn là yếu tố ích trên chiến trường. Có lý do tại sao cho đến ngày nay, bộ binh của chúng tôi vẫn kêu gọi pháo binh hỗ trợ chứ không phải FPV. Vụ nổ, sóng xung kích, tất cả đều có tác dụng làm mất tinh thần lớn đối với binh sĩ nga và pháo binh có thể làm nhiều việc hơn mà FPV không thể làm được trong khi châu âu cần thời gian để mua thêm đạn pháo và nguồn tài trợ của mỹ dành cho ukraine vẫn bị chặn những pháo binh như skybar và holodisky e có thể không thể cung cấp sự yểm trợ thích hợp cho bộ binh của họ skybar nói nếu họ muốn chiến tranh kết thúc không cần phải chờ đợi phải tổ chức những hội nghị thượng đỉnh bất tận và dành thời gian suy nghĩ họ càng mất nhiều thời gian để chuẩn bị giúp đỡ ukraine thì cuộc chiến này sẽ càng kéo dài nga chỉ ra điểm yếu chí mạng của siêu tăng mỹ abrams ở ukraine Quân đội Nga ngày 4 tháng 3 tuyên bố đã phá hủy hai xe tăng Abram của Mỹ bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV trong trận chiến với quân đội Ukraine gần Adyka. Nga liên tiếp tuyên bố phá hủy xe tăng Abram Mỹ viện trợ cho Ukraine. Nếu muốn phá hủy xe tăng Abram, chúng tôi chỉ cần tập trung một đòn đánh vào bộ phận tản nhiệt và khoang động cơ nằm ngay phía sau xe. Việc tấn công vào bánh xích xe tăng hoặc khu vực ngay phía dưới nòng pháo một cách dứt khoát cũng có thể vô hiệu hóa cổ máy này. Chúng tôi không gặp chút khó khăn nào khi thực hiện những nhiệm vụ này. Một quân dân cấp cao của lực lượng Nga tuyên bố trong đoạn video đăng trên kênh Telegram ngày 4 tháng 3. Tuyên bố của sĩ quan trên được đưa ra sau khi chỉ huy phi đội UAV của Nga xác nhận đã sử dụng thành công FPV làm tê liệt xe tăng Abram bằng chính phương pháp này. Trước đó, ngày 1 tháng 3, Quân đội Nga cũng thông báo phá hủy xe tăng loại này của Mỹ viện trợ cho Ukraine gần khu vực Adika bằng UAV, Makarong. UAV Nga xuất kích phá hủy thêm xe tăng Abram gần Adiva. Vào tháng 10, 2023, Mỹ xác nhận đã cung cấp lô hàng gồm 31 xe tăng Abram cho quân đội Ukraine với mục đích củng cố sức mạnh lực lượng bộ binh nước này tới ngày 25 tháng 2, dòng xe tăng Abram do Mỹ sản xuất lần đầu tiên được ghi nhận xuất hiện ở tiền tiến Ukraine. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, loại xe bọc thép này đang cho thấy năng lực không được như kỳ vọng tại chiến trường Ukraine do tính chất dễ bị tổn thương cùng những điểm yếu đã bị đối thủ khai thác được. Ngài treo thưởng cho quân nhân lên đến hàng chục nghìn USD với mỗi xe Abram bị phá hủy. Họ thậm chí còn quay video cảm ơn chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã gửi món quà này tới chiến trường Ukraine. Đây không phải là lần đầu tiên xe tặng Abram của Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu. Thống đốc vùng Kherson Vladimir Sado hôm ngày 26 tháng 2 đã cho biết quân nhân lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15 thuộc quân đội Nga thậm chí phá hủy bộ chiếc Abram đã được trang bị thêm lớp giáp phản ứng nổ. Những đoạn video về chiếc xe bọc thép đã bị đốt cháy và phá hủy hoàn toàn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội trước khi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thông tin vào ngay ngày hôm sau. Armogram được đánh giá là một trong những loại xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, phiên bản viện trợ cho Ukraine không được trang bị những loại giáp hiện đại như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn. Gustav Recel, một chuyên gia quân sự tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu, có trụ sở tại Đức từng nói về việc xe tăng abram dễ bị tổn thương thế nào trong xung đột nga ukraine ông rese cho biết sự phát triển liên tục của các loại uav trong cuộc xung đột đã và đang làm thay đổi đáng kể mối đe dọa mà xe tăng abram phải đối mặt chuyên gia này cho rằng khi các uav ngày càng trở nên tiên tiến lớp giáp bảo vệ truyền thống của abram có thể không đủ để chống chọi lại các cuộc tấn công chính xác khiến nguy cơ các siêu tăng bị phá hủy tăng cao Nga nêu lý do siêu tân bất khả chiến bại T-14 vắng bóng tại Ukraine. Nhà thầu vũ khí hàng đầu của Nga nêu lý do mà nước này chưa điều động siêu tăng hiện đại nhất kho vũ khí là T-14 Armata tới chiến trường Ukraine. Theo hãng tin RIA Novotis, Seri Chemozos, giám đốc điều hành của công ty quốc phòng Nga Rosset, tiết lộ rằng xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata MBT sẽ không được sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine. Theo ông, lý do là vì xe tăng này có giá cao, mặc dù chúng đã được đưa vào biên chế lực lượng vũ trang Nga. Trên thực tế, Amata hơi đắt tiền, nó chắc chắn là vượt trội hơn so với các loại xe tăng hiện có về mặt chức năng. Tuy nhiên, chi phí quá cao khiến quân đội Nga khó có thể sử dụng nó vào thời điểm hiện tại. Sẽ dễ dàng hơn nếu họ sử dụng những chiếc T-90, ông nói. Ông nhận định, việc Nga đầu tư vào vũ khí giá rẻ hơn là điều hợp lý. Chúng tôi hiện cần vốn để phát triển xe tăng mới, vũ khí mới, có thể là những loại rẻ tiền hơn. Vì vậy, nếu có thể mua được vũ khí rẻ hơn thì tại sao không? Ông nhấn mạnh. T-14 Amata là một xe tăng chiến đấu chủ lực do công ty cơ khí Uravozavod của Nga chế tạo. Nó chính thức được giới thiệu tới công chúng nhân dịp lễ duyệt binh ngày chiến thắng năm 2015. Vào thời điểm đó, một quan chức tình báo quân đội Anh khi đó đã viết một bài nghiên cứu, trong đó đánh giá Amata đại diện cho bước thay đổi mang tính cách cách mạng nhất trong thiết kế xe tăng suốt nửa thế kỷ qua. Sở hữu tính năng khủng cùng cấu tạo hiện đại và kiên cố, siêu tăng này của Nga được gọi với danh hiệu là bất khả chiến bại nhờ khả năng chống chọi mọi đòn tấn công và có thể tung ra những nắm đấm hỏa lực mạnh mẽ. T-14 Amata được trang bị pháo nồng trơn 2A82, 1M, cỡ nòng 125mm, có khả năng phóng tên lửa dẫn đường bằng laser 3UBK-21 Sprinter, có thể bay xa 12km. Xe tăng này còn được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động AP-2 gồm radar và các bộ cảm biến, có khả năng phát hiện và tiêu diệt các tên lửa dẫn đường và đạn chống tăng đang được bắn về phía nó. Ngoài ra, lớp giáp phản ứng nổ Malachit cũng giúp xe tăng này giảm 50% khả năng xuyên phá của đạn chống tăng hiện đại được thiết kế theo dạng mô đun, xe tăng T-14 Armata có thể được dễ dàng sửa chữa và nâng cấp khi cần thiết. Bên cạnh đó, thiết kế này cũng giúp xe tăng chiến đấu chủ lực đời mới của Nga có khả năng bảo vệ chống lại các vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học. Tuy nhiên, T-14 thực sự là một xe tăng đắt đỏ. Năm 2018, RT trích nguồn tin từ một quan chức chính phủ cấp cao của Nga cho biết nhận định giá thành của T-14 đắt hơn nhiều các dòng xe tăng chủ lực khác. Trước đó, có những thông tin về việc Nga có thể đưa T-14 tới thử lửa ở Ukraine để cải tiến dòng xe tăng này. Tuy nhiên, Moscow chưa lên tiếng về điều này. Hồi tháng trước, Tổng thống Putin đã ca ngợi xe tăng T-90 Cross trong chuyến thăm nhà máy quân sự Ura Ronsavod. Ông nhận định, T-90 là loại xe tăng tốt nhất thế giới mà không cường điệu. Lính tăng của chúng ta và đối thủ đều công nhận nó là loại xe tăng tốt nhất thế giới. Pháp tuyên bố hỗ trợ Ukraine không giới hạn, Nga cảnh báo đanh thép. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ không còn giới hạn trong hoạt động hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine. Moscow cũng cảnh báo Nga không còn lặng ranh đỏ nào trong các biện pháp đáp trả Pháp. Báo BFMTV đưa tin Tổng thống Emmanuel Macron Hôm ngày 7 tháng 3 đã triệu tập một cuộc họp với các lãnh đạo đảng đối lập tại điện Elis để thảo luận về sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine. Sau hơn 3 giờ đồng hồ thảo luận, họ không đạt được sự đồng thuận. Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, ông Macron nêu rõ sẽ không có giới hạn nào trong sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine và ông coi đó không phải sự leo thang căng thẳng mà là một phản ứng tương xứng của Paris đối với các hành động của Moscow. Ông Jordan Padella Lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN của Pháp xác nhận tuyên bố của ông Macron về việc không giới hạn không lần ranh đỏ trong vấn đề hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, ông Badella nêu quan điểm rằng Pháp cần đặt ra những lần ranh đỏ để tránh xung đột với Nga, một lãnh đạo đảng đối lập khác cho biết mặc dù họ ủng hộ hỗ trợ Ukraine, nhưng kế hoạch đưa quân vào Ukraine sẽ bị coi là vô trách nhiệm và nguy hiểm. Những phát ngôn gần đây của ông Macron gây chú ý, tuần trước Ông cho biết các lãnh đạo phương Tây đã thảo luận về phương án đưa quân vào Ukraine. Dù chưa đạt được sự đồng thuận, song phương Tây không loại trừ kịch bản đưa quân đến Ukraine và họ sẽ làm mọi việc có thể để ngăn Nga giành chiến thắng ở Ukraine. Nhiều đồng minh phương Tây sau đó tuyên bố không có kế hoạch triển khai lực lượng quân sự ở Ukraine. Trước những tranh cãi, ông Macron khẳng định phát ngôn của ông không hề bộc phát mà đã có sự tính toán kỹ lưỡng. Ông kêu gọi đồng minh phương Tây không nên hèn nhát mà cần cân nhắc mọi phương án có thể để hỗ trợ Kiev. Ngay lập tức, Moscow cảnh báo nếu phương Tây đưa quân vào Ukraine, đó sẽ bị coi là một lời tiên chiến với Nga và có thể kéo theo một cuộc xung đột hạt nhân. Phát ngôn mới nhất của ông Macron cũng nhận được sự chú ý của Moscow. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Nga cũng không còn giới hạn đỏ nào trong các phản ứng của Pháp. Ông Macron nói rằng không còn giới hạn, không còn lặng ranh đỏ trong việc hỗ trợ Ukraine. Điều đó có nghĩa là Nga cũng không còn giới hạn đỏ với Pháp, ông Medvedev viết. Ông nói mọi thứ đều được coi là hợp pháp để đáp trả đối phương. Mối quan hệ giữa Nga và Pháp có xu hướng leo thang gần đây. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng mối quan hệ này hiện thấp nhất từ trước đến nay. Trong bối cảnh Moscow chỉ trích gay gắt những phát ngôn gần đây của ông Macron, Giới chức Pháp dường như có các động thái nhằm xoa dịu tình hình. Ngoại trưởng Pháp Steven Sejour ngày 5 tháng 3 cho biết Paris không có ý định đưa quân vào Ukraine để chống lại Nga. Chúng tôi chưa bao giờ vượt qua ranh giới trong cuộc xung đột ở Ukraine và chúng tôi sẽ không vượt qua nó. Thông điệp của Pháp gửi tới Nga là hoàn toàn rõ ràng. Paris sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho Kiev, ông nói. Nga dọa trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ can thiệp công việc nội bộ theo hãng tin Reuters, Bộ ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Moscow, Lenin Tracy để đưa ra lời cảnh báo trên. Moscow thực hiện động thái này ngay trước cuộc bầu cử tổng thống tại Nga từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Với quan sát dự đoán, tổng thống Vladimir Putin, người đã lãnh đạo Nga trong hơn 20 năm, chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nếu không có diễn biến bất thường. Trong tuyên bố ngày 7 tháng 3, Bộ ngoại giao Nga cho biết họ sẽ cảnh giác với các hoạt động lật đổ và lan truyền thông tin liên quan đến cuộc bầu cử và chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine phía nga cảnh báo những hành vi như vậy sẽ bị trấn áp một cách kiên quyết và mạnh tay thậm chí bao gồm cả việc trục xuất các nhân viên đại sứ quán mỹ có liên quan đến những hành động đó người phát ngôn của đại sứ quán mỹ từ chối bình luận về những diễn biến trên theo Reuters, Bộ ngoại giao Nga cũng yêu cầu đại sứ quán Mỹ ngừng hỗ trợ ba tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ mà họ cho rằng đang thực hiện các chương trình chống Nga. Moscow cáo buộc các tổ chức này muốn tuyển dụng các tác nhân gây ảnh hưởng dưới chiêu bài trao đổi giáo dục và văn hóa. Trong khi đó, hãng tin Interfax cùng ngày đưa tin thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolai Patrushev, một đồng minh hàng đầu của ông Putin, đã chỉ trích cuộc tập trận quân sự mới nhất của NATO. Ông Patrushev cho rằng cuộc tập trận này giống như diễn tập cho một cuộc đối đầu vũ trang với Nga. Ông Patrushev nói đến cuộc tập trận phản ứng Bắc Âu của NATO đang diễn ra tại miền Bắc Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan với sự tham gia của 20.000 binh sĩ từ 13 quốc gia. Vị quan chức Nga cho biết cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 14 tháng 3 này đang gây bất ổn và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Tổng thống Putin nêu lý do Nga không trở lại G7. Tổng thống Vladimir Putin cho rằng việc gia nhập nhóm 7 nước phát triển G7 không có ý nghĩa đối với Nga vì phương Tây luôn phớt lờ lợi ích của Moscow. Tại cuộc gặp với các đại biểu tham dự Liên hoan thanh niên thế giới tại Sochi hôm ngày 7 tháng 3, tổng thống Putin lưu ý rằng cho đến gần đây, nhiều quốc gia trong đó có Nga đã tìm cách liên kết với phương Tây và gia nhập nhóm các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, tư cách thành viên của Nga đã bị đình chỉ sau khi nước này sát nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Tổng thống Putin giải thích rằng, Moscow sau đó đã nhận ra rằng việc tái gia nhập G7 là vô ích vì không ai tính đến lợi ích của Nga. Đây là vấn đề và đây là sai lầm từ các đối tác phương Tây của chúng tôi, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh. Ông tiếp tục nói rằng trên thực tế, các nước giàu không sẵn sàng tạo ra một hệ thống quan hệ kinh tế quốc tế mở cửa thị trường cho các nền kinh tế đang phát triển và tạo điều kiện tự do cho phát triển và tăng trưởng. G7 là nhóm các quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới, gồm Anh, Mỹ, Đức, Italia, Canada, Pháp và Nhật Bản. Năm 1997, nhóm này đổi tên thành G8 sau khi Nga gia nhập. Năm 2014, các nước phương Tây quyết định quay trở về mô hình G7 sau khi loại bỏ Moscow vì sự việc bán đảo Crimea quay trở về Nga. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói rằng sẽ hợp lý hơn rất nhiều nếu Nga có trong G8 và ông ủng hộ việc đưa Moscow trở lại nhóm. Ông Trump cho biết một số nước trong khối cũng ủng hộ quan điểm này và bản thân ông tin rằng so với G7, mô hình G8 sẽ có ý nghĩa hơn đối với thế giới. Nga sau đó cho biết họ cần nhận được đề xuất chính thức cũng như nắm được quan điểm của các nước thành viên G7 để đưa ra quyết định liệu có muốn trở lại hay không. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc quay trở lại G7 không phải là mục tiêu của Nga. Trong bất cứ trường hợp nào, Nga cho rằng thật sự không hiệu quả nếu bàn bạc về các vấn đề toàn cầu về địa lý, an ninh hoặc kinh tế mà thiếu đi sự có mặt của Trung Quốc và Ấn Độ, ông Peskov lý giải. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow chưa bao giờ đề nghị bất kỳ ai để được cho phép quay trở lại G8. Ông Lavrov nói rằng Nga đã tham gia các thể chế khác như SCO, BRICS, nhóm các nền kinh tế mới nổi, G20, nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, và các thể chế này đều có triển vọng tốt. G20 là cơ chế để đạt được sự đồng thuận. Tôi tin đây là cơ chế triển vọng nhất cho tương lai. Ngoại trưởng Nga nói thêm, ông Lavrov nói rằng Nga đang hoạt động ổn định tại các thể chế khác như G20. Nga lên tiếng vụ nổ tên lửa gần nơi Tổng thống Ukraine xuất hiện. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết không ai có kế hoạch tấn công đoàn xe của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở thành phố Odessa. Mọi thứ ở đây đều rõ ràng với tất cả mọi người, cả việc không có cuộc tấn công nào nhằm vào đoàn xe ở Odessa và hơn nữa nếu mục tiêu được đặt ra, lực lượng Nga sẽ đánh trúng. Hãng thông tấn TASS dẫn chia sẻ của ông Medvedev trên Telegram hôm 7 tháng 3. Trước đó, hãng tin CNN dẫn lời nguồn tin cho hay một tên lửa của Nga đã phát nổ cách vị trí tổng thống Ukraine Zelensky và thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis xuất hiện khi tới thăm thành phố cảng Odessa khoảng 500 m vào ngày 6 tháng 3. Theo nguồn tin, đoàn xe chở hai nhà lãnh đạo Ukraine và Hy Lạp đã cảm nhận được tác động từ cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Zelensky và thủ tướng Mitsotakis không bị thương. Điều binh sĩ NATO tới Ukraine là vì thất bại của Kiev thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho rằng tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng điều động binh sĩ NATO tới Ukraine là do thất bại của Kiev trong cuộc phản công và những hành động thành công của quân đội Nga khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tập thể phương Tây đang cố gắng thúc đẩy các kế hoạch phi thực tế nhằm gây ra thất bại chiến lược cho Nga ở Ukraine bằng cách tiếp tục hỗ trợ quân sự và kỹ thuật quân sự quy mô lớn phương tây thực sự đang tham gia vào cuộc xung đột vũ trang hãng thông tấn tass dẫn lời ông bajusev Liên quan đến sự thất bại của cuộc phản công được Ukraine cường điệu hóa và những hành động thành công của các lực lượng vũ trang Nga, sau hội nghị vào ngày 26 tháng 2 tại Paris, Tổng thống Pháp Macron đã không loại trừ khả năng điều động các lực lượng quân sự NATO tới Ukraine. Ông Macron nói các nước phương Tây sẽ làm mọi thứ cần thiết để ngăn Nga giành chiến thắng ở Ukraine. Ông Bajusev nói thêm. Cũng theo ông Bajusev, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lord Austin từng nhận định nếu Ukraine thua, NATO sẽ phải đấu với Nga. Trong thông điệp liên bang trước Quốc hội Nga, Tổng thống Putin đã nhắc lại số phận của tất cả những người từng điều quân tới đất nước chúng ta và cảnh báo giờ đầy hậu quả đối với những kẻ xâm nhập có thể sẽ bi thảm hơn nhiều. Bởi Nga có vũ khí có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ, ông Patrushev nhấn mạnh. Nga đánh chặn 6 UAV của Ukraine tấn công vào sâu trong lãnh thổ. Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo quân đội nước này đã chặn 6 máy bay không người lái UAV của Ukraine đang nhắm vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo thông tin chi tiết, một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi trên vùng Kursk, ba chiếc bị bắn hạ trên vùng Bryansk và hai chiếc trên vùng Tula. Thống đốc vùng Bryansk Alexander Bogomas trước đó đã cảnh báo về hai vụ đánh chặn UAV. Cả hai sự việc đều không gây ra thiệt hại hoặc thương vong trên mặt đất. Vào sáng ngày 7 tháng 3 giờ địa phương, thống đốc Alexander Gusev của vùng Voronezh cảnh báo người dân về một mối đe dọa có thể xảy ra. Ukraine tuyên bố phá hủy nhiều thiết giáp Nga ở Afriivka. Nga bày tỏ rõ quan điểm về sử dụng vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định vũ khí hạt nhân của Nga chỉ được triển khai trong trường hợp sự tồn tại của nước này bị đe dọa. Học thuyết hạt nhân của Nga chỉ ra rằng Moscow sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân nếu nước này hoặc các đồng minh là mục tiêu trong cuộc tấn công thứ nhất. Hồi tháng 6 năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin cho biết không cần sử dụng vũ khí hạt nhân vì chúng chỉ nhằm mục đích răng đe. Phát biểu ngày 6 tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, nếu có gì đó đe dọa đến sự tồn vong của đất nước chúng tôi thì vũ khí hạt nhân sẽ được triển khai. Ông nhấn mạnh rằng xét đến mức độ nghiêm trọng của chủ đề này thì không thể xem nhẹ nó. Chiến thuật mới của Ukraine để tránh bậy của Nga Binh sĩ Ukraine đang tiến qua các chiến hào bằng cách sử dụng máy bay không người lái UAV để trinh sát và đi theo các nhóm nhỏ tránh bậy của Nga. Binh sĩ David Song của Ukraine nói rằng họ đang sử dụng UAV để tiến quân về chiến hào phía trước. Việc xây dựng chiến hào và sử dụng UAV là hai lĩnh vực thay đổi nhiều nhất trong thời gian qua, dựa trên những diễn biến trên chiến trường ở Ukraine. Theo David Song, binh lính Ukraine chia thành các nhóm nhỏ hơn để đi xuống các chiến hào, thay vì đi theo đoàn đông người. Kế hoạch này một phần là do binh sĩ Ukraine không biết rõ những bãi mìn hoặc những cái bẫy của Nga được thiết lập như thế nào. Việc chia binh sĩ thành nhóm nhỏ giống như một phương pháp bảo vệ họ khỏi các bẫy mìn, giúp tất cả các binh sĩ không bị tấn công cùng một lúc. Tư lệnh lục quân Ukraine hé lộ kế hoạch phản công mới trong năm nay. Trung tướng Alexander Patriuk cho biết Ukraine đang tìm cách để nắm thế chủ động trên chiến trường vào cuối năm nay. Phát biểu với ICTV ngày 6 tháng 3, Trung tướng Alexander Patriuk nói rằng mục tiêu cấp bách nhất hiện nay là ngăn chặn các bước tiến của Nga và tập hợp lại các đơn vị Ukraine để các lực lượng chiến đấu đang kiệt sức có thể rút lui khỏi tiền tuyến và nghỉ ngơi. Sau đó, Ukraine sẽ thành lập một nhóm tấn công và thực hiện các hoạt động phản công. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ sớm ổn định tình hình, ông Bavit nói, đồng thời cho biết thêm Bộ Chỉ huy đang cố gắng làm mọi thứ có thể để chuẩn bị lực lượng cho các chiến dịch tích cực hơn và giành thế chủ động. Xe tăng T-72B3 phá hủy M1 Abrams ngay từ phát bắn đầu tiên. Bộ Quốc phòng Nga ngày 6 tháng 3 cho biết quân đội nước này đã phá hủy một xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine trong một cuộc giao tranh gần thành phố Avdiivka ở vùng Donbass. Đây là chiếc Abrams thứ ba bị Nga phá hủy trong những ngày gần đây. Chiếc Abrams đã bị hạ gục chỉ bằng một phát đạn từ xe tăng T-72B3. Đoạn video về cuộc đối đầu giữa xe tăng T-72B3 của Nga và xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất được Ria Novosti đăng tải trên kênh Telegram. Hình ảnh dường như được quay từ chiếc T-72 cho thấy chiếc Afrans bị phá hủy ở một khu vực nông thôn. Xe tăng Nga bắn vào lớp giáp của Afrans, mục tiêu sau đó phát nổ. Tên lửa Nga nổ gần đoàn xe của Tổng thống Ukraine Zelensky. Một tên lửa Nga đã nổ ở thành phố cạn Odessa, miền nam Ukraine, gần nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp gỡ Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. ABC News dẫn lời các quan chức giấu tên của Ukraine cho hay vụ việc xảy ra sáng 6 tháng 3 khi Tổng thống Ukraine Zelensky đang tiếp Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis ở thăm Odessa. Tên lửa dội xuống khu vực cách chỗ chúng tôi chỉ vài trăm mét, một nguồn tin cho hay. Theo nguồn tin trên, đây là vụ tập kích của Nga gần nơi ông Zelensky xuất hiện nhất từ trước đến nay nếu không kể đến những lần nhà lãnh đạo Ukraine thăm tiền tuyến tuy nhiên nguồn tin cho rằng vụ tập kích không chủ đích nhằm vào ông zelensky đây dường như chỉ là một vụ tập kích như thường lệ của nga nhằm vào thành phố cảng chiến lược ở miền nam ukraine không kịp chuẩn bị phòng tuyến ukraine rút lui ở zaporizhia kênh military summary đưa tin do thiếu quân dự bị hỗ trợ kém và hoàn toàn không thể phản pháo do thiếu đạn tình trạng bế tắc đã nảy sinh khi lực lượng vũ trang ukraine không thể giữ vững các vị trí trên chiến trường và các khu vực trống trải đặc biệt là tại mặt trận zaporizhia trong tình huống như vậy, quyết định đúng đắn duy nhất đã được Bộ Chỉ huy Ukraine tại Zaporizhia đưa ra, rút quân từ Rabotin và Vebov về Orykov để cố thủ sau bức tường thành của thành phố, khu vực đô thị có nhiều nơi trú ẩn để ngăn thương vong khỏi vũ khí của Nga. Nếu không ngăn được thế tiến công của đối phương, rất có thể thành quả duy nhất trong chiến dịch phản công hè thu năm 2023 của Ukraine sẽ bị Nga đòi lại. Ukraine nói vụ tấn công tàu Sergei Kotov, Nga làm ít nhất 27 người bị thương, Kyiv Independent đưa tin, theo số liệu mới nhất của Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine, công bố ngày 6 tháng 3, ít nhất 27 thành viên thủy thủ đoàn bị thương sau vụ tàu tuần tra Sergei Kovac của Nga bị phá hủy ở Crimea. Trước đó một ngày, cơ quan này đưa tin 7 thủy thủ Nga thiệt mạng, 6 người bị thương và 52 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đã có thể được sơ tán. Cơ quan này cho biết trên Telegram vào ngày 6 tháng 3 rằng hơn 20 thành viên phi hành đoàn bị thương ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau, đồng thời cho biết thêm rằng thông tin về thương vong đang được làm rõ. HUR ngày 5 tháng 3 xác nhận, tàu tuần tra Sergei Kotov thuộc dự án 22160 đã bị phá hủy ở eo biển Kesh sau khi bị xuồng không người lái hải quân Makura V5 của Ukraine bắn trúng. Cách ngang ngán đường Ukraine trong nỗ lực chiếm ưu thế trên không Ukraine có thể là quốc gia mạnh về sản xuất và cải tiến máy bay không người lái, nhưng Nga đang làm phức tạp thêm những nỗ lực của Kiev nhằm chiếm ưu thế trên không. Những người điều khiển máy bay không người lái ở Ukraine đang đối mặt với hai thách thức lớn trên chiến trường giữa bối cảnh xung đột đạt bước sang năm thứ ba. Taras Mut, giám đốc quỹ Combat Early Foundation hỗ trợ quân đội Ukraine cho hay theo ông mood các phi công điều khiển của ukraine không thể phóng hàng chục nghìn uav cùng lúc hay nói đúng hơn là kiev cần phải triển khai máy bay không người lái từng chiếc một đây là một bất lợi ông mood cho hay ngoài ra theo ông vấn đề thứ hai là đối phương có thể gây nhiễu tần số thông thường bằng các thiết bị tác chiến điện tử điển hình được thiết kế cho nhiệm vụ này đó là lý do tại sao người vận hành giàu kinh nghiệm thường tìm kiếm và thay đổi tần số cho phù hợp với từng khu vực cụ thể trên tiền tuyến Điều đó cho phép họ làm việc đồng thời với nhiều máy bay không người lái hơn, ông Wood nhận định. Ukraine đang học hỏi chiến thuật tác chiến điện tử của Nga và tìm cách thích nghi để đối phó với chúng. Chuyên gia Samuel Bendep thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân CNA có trụ sở tại Mỹ cho biết bất kỳ nơi nào đang có khoảng trống trong tác chiến điện tử, nhiều máy bay không người lái có thể triển khai trên bầu trời bất cứ lúc nào. Tác chiến điện tử là một phần trong cách Nga và Ukraine đang tiến hành để đối phó với các đội máy bay không người lái của nhau, đặc biệt là các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV, đang ngày càng phổ biến. Các hệ thống tác chiến điện tử có thể can thiệp vào việc nhắm mục tiêu của UAV và gây nhiễu tín hiệu, về tin dẫn đường cho các phương tiện không người lái đầu tuần này một nhà quan sát quân sự nga cho biết những người điều khiển fpv của ukraine đang thay đổi tần số và đặt hàng sản xuất công nghiệp với thông số thay đổi này từ các nhà máy nước ngoài người này thừa nhận các hệ thống tác chiến điện tử của chúng tôi không phải lúc nào cũng hiệu quả để đối phó với chúng khả năng chống chịu của uav trước các thiết bị tác chiến điện tử phụ thuộc vào loại thiết bị mà đối phương sử dụng bao gồm cả tần số ông mood cho biết những nỗ lực trong tác chiến điện tử có thể bị phản tác dụng bằng cách tăng số lượng tần số được sử dụng một nhà quan sát quân sự khác của Nga hôm 5 tháng 3 cho biết các máy bay không người lái FPV của Moscow đang bị áp chế bởi chính các hệ thống tác chiến điện tử của chúng ta. Xung quanh thành phố Avdiivka khi chỉ có khoảng 30% phương tiện không người lái tiếp cận được khu vực mục tiêu. Các nguồn tin Ukraine cũng cho rằng quân đội Nga đã chuyển máy bay không người lái FPV của mình sang tần số khác với tần số thường được sử dụng bởi các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine, đặc biệt là các phiên bản di động, ông Bennett nhận định với Newsweek. Cả hai bên dường như đều tin rằng đối phương đang sản xuất nhiều FPV hơn, nhưng rất khó để xác minh con số chính thức. Nga đã tăng cường sản xuất UAV, dồn lực vào việc mở rộng kho máy bay không người lái FPV giá rẻ. Sự phát triển FPV của Nga có lẽ đã tăng theo cấp số nhân, ông Bendez cho biết vào giữa tháng 12 năm 2023 và Moscow hiện có thể sẽ nhận được hàng chục nghìn FPV mỗi tháng. Ukraine cũng đã thực hiện một số hoạt động gây quỹ để tăng cường sản xuất UAV, đặc biệt là máy bay không người lái FPV. Chiến dịch Unity, một nỗ lực ban đầu từ Comeback Early Foundation, nền tảng United 24 do nhà nước hậu thuẫn và ngân hàng trực tuyến Monobank của Ukraine đã gây quỹ để cung cấp hàng nghìn máy bay không người lái cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang, lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát quốc gia và cơ quan an ninh của Ukraine. Một đợt gây quỹ tiếp theo đã quyên góp được số tiền để mua thêm 5.000 máy bay không người lái FPV trang bị vũ khí.